Xin chào các bác nông dân thân mến. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bác một sản phẩm cực kỳ hữu ích từ Dr. Plant.vn, đó chính là Kochai 200 SL. Đây là giải pháp diệt cỏ dại hiệu quả cho ruộng vườn của các bác đấy. Kochai 200 SL là thuốc diệt cỏ rang lỏng sử dụng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng với nước theo hướng dẫn, rồi phun trực tiếp lên đám cỏ dại. Không phải lo cỏ mọc lại đâu, vì Kochai 200 SL tác động nhanh và mạnh, cỏ sẽ bị cháy khô chỉ trong thời gian ngắn thôi. Điều tuyệt vời của Kochai 200 SL là nó không chỉ diệt cỏ mà còn an toàn với môi trường. Các bác có thể yên tâm sử dụng mà không lo ảnh hưởng đến cây trồng hay đất đai của mình. Hơn nữa, sản phẩm này cũng rất tiết kiệm. Chỉ cần phun một vài lần là các bác đã thấy hiệu quả rõ rệt rồi. Vừa tiết kiệm chi phí, lại đổ tốn công sức nữa. Kochai 200 SL còn có thể diệt được nhiều loại cỏ khác nhau, từ cỏ lá rộng đến cỏ lá hẹp, giúp ruộng vườn của các bác sạch sẽ, gọn gàng hơn nhiều. Hãy thử ngay Kochai 200 SL để trải nghiệm sự khác biệt nhé. Các bác có thể tìm mua sản phẩm này tại The Plant.vn, địa chỉ cung cấp các giải pháp nông nghiệp chất lượng cao. Đừng quên đăng ký kênh của chúng mình để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về các sản phẩm nông nghiệp mới nhất. Cảm ơn các bác đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.